Chủ đề của video 28 lần này: dữ liệu kiểu mảng một chiều. Master Lăng Dương Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Master Lăng Dương Channel. Với video này các bạn sẽ làm quen một cái khái niệm, đó là cái dữ liệu mảng một chiều trong lập trình máy tính nói chung và trong Pascal nói riêng. Đầu tiên, tại sao chúng ta phải dùng mảng một chiều? Các bạn xem một tình huống như sau. Giả sử trong một bài lập trình các bạn phải nhập 10 số nguyên và tính tổng của chúng. Thì căng rồi nha. Nếu các bạn không dùng mảng thì các bạn phải khai báo 10 biến từ A, B, C, D cho tới biến Y, biến J là 10 biến. Đồng thời các bạn phải có một biến nữa là tính tổng ha. Ở phần khai báo van là các bạn sẽ có như sau. Đó là phần khai báo biến. Chúng ta phải có 10 cái biến từ A cho đến J và một biến nữa, đó là cái biến để tính tổng các bạn ha. Như vậy chúng ta phải có 11 biến, đúng không? Đấy. Như vậy các bạn đã hình dung được, nếu có 100 cái số nguyên, 1000 số nguyên sao, thì như vậy rất bất tiện, đúng không các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta khai báo được đi, cứ cho là chúng ta bỏ thời gian ra ngồi khai báo cho đủ ha. Nhưng khai báo xong rồi thì các bạn tới một vấn đề nữa, đó là vấn đề là nhập 10 số nguyên thì nó rất dài dòng các bạn ha, dễ nhầm lẫn. Nếu mà nhập 1000 số thì càng kinh khủng, 1 triệu số thì càng kinh khủng. Tới việc tính tổng thì dài dòng và cũng dễ nhầm lẫn, sai sót. Như vậy chúng ta không có mong muốn điều này các bạn ha. Đó. Cho nên chúng ta phải khắc phục như sau. Rất tuyệt vời nếu các bạn dùng mảng một chiều. Và mảng một chiều đó là cái trọng tâm trong lập trình máy tính nói chung và trong Pascal nói riêng. Như vậy các bạn đã đến phần trọng tâm lập trình rồi. Với phần khai báo mảng thì các bạn làm như sau. Ở phần khai báo biến mảng một chiều, chúng ta khai báo là var A. Như vậy các bạn thấy chúng ta chỉ sử dụng một cái tên là A thôi các bạn ha. Một cái tên là A đây thôi. Đó, một cái A thôi. Dùng chung cho 10 số nguyên này. Tiếp theo các bạn sẽ có vị trí này. Ở đề yêu cầu là 10 số thì bạn ghi là 1.10. Đó, như vậy các bạn có 10 số nguyên. Như vậy các bạn hình dung được là nếu khai báo như vậy thì rất ngắn gọn. Thí dụ bây giờ một cái bài toán khác người ta yêu cầu là khai báo 100 số nguyên thì các bạn chỉ cần sửa cái vị trí này. Đây là 10 thành 100 thôi. Còn cái nội dung vẫn khai báo vẫn ngắn. Rất ngắn gọn như vậy các bạn ha. Như vậy nếu các bạn một bài đó các bạn cần là 1000 số thì bạn chỉ cần sửa các vị trí này các bạn ha. Đó là thay vì là 10 thì tới 100 hoặc là 1000. Như vậy chúng ta có 1000 cái con số nguyên mà có cùng cái tên là A. Đó là điều rất là tuyệt vời trong ngành lập trình, trong máy tính các bạn. Như vậy chúng ta khắc phục cái chuyện dễ nhầm lẫn dài dòng ở trên bằng cách là bạn dùng biến mảng nha. Để nhập các phần từ của mảng thì rất ngắn gọn và dễ dàng, không có sai sót. Tương tự để tính tổng các cái phần tử của mảng thì cũng rất ngắn gọn và rất dễ dàng, không có sai sót gì cả. Như vậy các bạn đã hiểu được mảng một chiều rồi, rất là ít lợi để chúng ta làm việc với nhiều con số. Như vậy cái mảng một chiều này nó giống như môn toán các bạn ha, đó là một tập hợp các con số. Đấy, tập hợp các số nguyên hoặc là tập hợp các số thực, giống như có tập hợp trong bộ môn toán. Ở phần khai báo biến mảng, trước khi sử dụng cái biến mảng này các bạn phải khai báo nó. Cách khai báo như sau, cú pháp là va ở phần khai báo là tên biến mảng 2.array chỉ số đầu chấm chấm, các bạn nhớ là chấm chấm là 2 chấm, ở nhà phải 3 chấm đâu mà 2 chấm là chấm chấm chỉ số cuối đóng ngoặc vuông op kiểu dữ liệu. Cụ thể các bạn có phần va như sau, các bạn có a là tên biến mảng, array chỉ số đầu là 1, chỉ số cuối là 100, op là của login là ví dụ đây là số nguyên các bạn ha. Như vậy chúng ta khai báo ở trên mình là 100 số nguyên mà cùng có tên là A. Ở đây tên biến mảng các bạn tùy ý đặt là A, là B, là C, tùy các bạn ha. Với cái khai báo này thì chúng ta có 100 số nguyên mà cùng có tên là A. Thay vì là cách làm cũ là A, B, C, D, E, F rất là nhiều, rất là phiền hà, rất là mất thời gian và dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên để khai báo mảng các bạn cần phải có một cái dòng nữa, đó là cái dòng N. N này là một con số bình thường để quản lý số phần tử khi các bạn sử dụng bảng A. Ví dụ các bạn khai báo 100 phần tử nhưng khi các bạn chạy những cột nhóm chính các bạn chỉ cần sử dụng 10 thôi thì N đó sẽ lưu số 10. Đó, nó cho biết là lúc đó chúng ta chỉ cần dùng 10 cái phần tử, còn 90 phần tử còn lại là dự trữ các bạn ha. Vậy N đó là lưu cho mình khi chúng ta nhấn cột nhóm chính chạy thử lần đó. Như vậy với phần khai báo mảng A như trên thì các bạn có hình ảnh mảng một chiều như sau. Đây các bạn thấy ở trên hình đó là một cái mảng một chiều mà có chung là A. Các bạn ha, tên là A ở đây. Là A.
Đấy, chúng ta có một cái mảng từ vị trí đầu đến vị trí cuối. Và các bạn thấy ở trên mảng này chúng ta có hai số 15. Đó, vậy chúng ta là số việc được là 15 nào các bạn ha. Ở đầu ở cuối, vậy ở trong mảng phát sinh một cái vấn đề nữa là đặt tên từng phần tử các bạn ha. Thì muốn đặt tên được thì các bạn phải nắm được vị trí các phần tử ở trong mảng. Thì thông thường trong Pascal, vị trí đầu tiên của mảng là vị trí 1 các bạn ha. Đấy. Và vị trí cuối là như khai báo là 100, chúng ta là từ 1 tới 100 các bạn ha. Vị trí là cái hàm màu đỏ các bạn ha. Rồi, như vậy để xác định được phần tử thì các bạn sẽ lấy tên mảng A ở đây. Các bạn ghép với cái vị trí màu đỏ này. Ví dụ các bạn muốn định vị số 15 đầu tiên, các bạn ghi là A1. Định vị số 15 tiếp theo là các bạn ghi là A4. Định vị số 1 ở đây thì các bạn ghi là A3 các bạn ha. Đó, tức là ghép cái tên A với cái vị trí thì ta xác định được chính xác cái phần tử ở vị trí nào và là số nào luôn các bạn nha. Và như ở đây các bạn có 100 phần tử nhưng chúng ta chỉ sử dụng N là 5 phần tử thôi các bạn ha. Còn từ vị trí thứ 6 đến 100 là các cái phần tử dự trữ ta chưa dùng tới các bạn ha. Ở đây chúng ta chỉ sử dụng là có 5 phần tử thôi. Đây. Tức là từ A1 cho tới A5. Đó. Thì cái phần tử được xác định đó là do cái biến N khi các bạn khai báo và các bạn xác định khi bạn nhập đầu tiên của cái mảng. Tiếp theo, khi các bạn có các phần tử trong mảng thì các bạn sẽ gọi tên từng phần tử của mảng. Như vậy, mỗi phần tử đều có cái tên mẫu ngọn vuông và cái chỉ số màu đỏ. Ví dụ, các bạn muốn định vị số 8, tức là các bạn gọi là A5. A, mẫu ngọn vuông, 5 mẫu ngọn vuông. Như vậy, các bạn đã định vị được số 8 nằm ở trong cái mảng. Các bạn muốn định vị số 4 ở trong mảng này thì các bạn ghi là A2. Đó, tức là tên mảng A là các bạn đặt ban đầu ở đây này. Đó, tên mảng A là các bạn đặt ban đầu ở vị trí khai báo mảng. Đó, rồi các bạn ghép với cái vị trí màu đỏ và vị trí đó đặt trong cặp dấu ngoặc vuông. Như vậy, từng phần tử đều có tên của nó, A1, A2, A3, A4, v.v. tới A100. Và tổng quát, chúng ta có tên một phần tử trong mảng bây giờ được gọi như sau. Bởi vì nó cùng làm cái tên A, nên chúng ta muốn phân biệt, chúng ta phải thêm cái chỉ số là cái Y. Bạn ha. Như vậy, chúng ta có AI. Y đặt trong ngoặc vuông. Các bạn thế Y là số nào thì định vị được cái số đó ở trong Y là cái vị trí nào sẽ định vị được cái số đó trong mảng. Ví dụ các bạn muốn định vị số 15 ở đây thì các bạn ghi là A4 là số 15 thứ hai. Các bạn muốn định vị số 8 các bạn ghi là A mẫu ngoặc vuông 5 các bạn ha. Tóm lại chúng ta có một cái cú pháp rất là hay hôm nay, đó là cái A mẫu ngoặc vuông Y. Đây là các xác định phần tử trong mảng trong các ngôn ngữ chuyện nói chung và trong Pascal nói riêng. Như vậy AI này đó là tên gọi của phần tử trong mảng A ở vị trí thứ Y. Bạn lưu ý ha, một cái ký hiệu rất là đẹp, rất dễ thương, vô cùng dễ thương các bạn được làm quen ngày hôm nay. Để nắm được cái dữ liệu kiểu mảng trong các bài thi hay người ta hay hỏi về cái dữ liệu này và người ta thường dùng cái này để lưu cái dữ liệu trong máy tính nói chung, trong lập trình nói chung và trong Pascal nói riêng, trong các bài kiểm tra, bài thi hay là các dự án, các cái phần mềm được lập trình thì ta lưu dữ liệu vào các cái mảng để dễ truy cập. Các bạn thấy là với một cái mảng có một tên thôi mà nó lưu rất nhiều phần tử các bạn ha. Các bạn hãy đến cái nội dung tiếp theo, đó là với dữ liệu mảng một chiều thì chúng ta có đề tài 28A. Đề tài 28A có nội dung như sau. Trước tiên các bạn lưu ý AI đó là ký hiệu gọi tên gọi của phần tử của mảng A ở vị trí thứ Y các bạn ha. AI đặt trong ngoặc vuông cái Y các bạn nha. Thì với cái đề tài 28A này các bạn sẽ có các nhóm lệnh với mảng một chiều như sau. Lưu ý trong đề tài này 28A là chúng ta không dùng file in file out các bạn ha. Thì chúng ta có đầu tiên là khai báo tên mảng một chiều có tên là A gồm tối đa là 1000 số nguyên. Vậy để làm cái điều này các bạn ha, để làm cái điều khai báo này thì các bạn thực hiện như thế nào? Các bạn làm như sau. Các bạn và tiếp theo ý thứ hai là nhập n phần tử của mảng rồi in mảng A và tính tổng các n phần tử của mảng A và in ra màn hình. Thì để đầu tiên các bạn sẽ thực hiện cái yêu cầu số 1, đó là thực hiện việc khai báo mảng A các bạn ha. Thì làm như sau. Để khai báo mảng A thì các bạn sẽ dùng cái khai báo ở phần đầu video, đó là tên mảng 2 chấm array mẫu ngoặc vuông chỉ số đầu chỉ số cuối cách nhau dấu 2 chấm up kiểu dữ liệu. Đây các bạn quan sát với đề tài của chúng ta là khai báo một mảng A, chúng ta đây phần qua các bạn ha, rồi array mẫu ngoặc vuông 1.1000 đóng ngoặc vuông up long nghi. Đó, tức là các bạn sẽ có 1000 phần tử cùng tên là A
mà kiểu là xu nguyên long y. Tiếp theo các bạn lưu ý với mã chúng ta phải có N bạn ha, để chúng ta xác định cái phần tử chúng ta muốn sử dụng trong 1.000 phần tử đó. Ví dụ các bạn những cùng nhóm chính các bạn nhập 15 phần tử thôi và N luôn 15 các bạn nhé. Tương tự và để các bạn phục vụ cho cái việc là nhập các phần tử của mạng, các bạn phải có vòng lập. Ở đây chúng ta dùng vòng lập for thì chúng ta phải có thêm một cái biến nữa, đó là cái biến y các bạn ha, để chúng ta xác định cái chỉ số y nào để ta nhập hoặc là truy xuất vô cái phần tử của mảng. Như vậy để khai báo một cái mảng thì thường chúng ta phải có hai dòng như sau các bạn ha, đó là tên mảng A hoặc là mảng để yêu cầu, và N đó là cái số phần tử thật sự mà khiến các bạn sử dụng, các bạn muốn là chỉ dùng bao nhiêu thôi thì các bạn có cái N và có Y. Đây là phần tối thiểu khi các bạn làm việc với mảng các bạn nhé, mảng một chiều. Tiếp theo chúng ta tới cái phần là nhập N phần tử của mảng A từ bàn phím. Thì để nhập thì các bạn có phần thân chương trình chính là begin n chấm, các bạn sẽ write read line N, tức là nhập số phần tử của mảng N ở đây. Ví dụ các bạn có 1.000 phần tử nhưng các bạn sử dụng 10 thôi thì N này sẽ lưu số 10. Như vậy với số 10 đó thì N ở đây sẽ có giá trị là 10. Như vậy các bạn sẽ thực hiện cái vòng lập, các bạn chạy 10 lần, các bạn sẽ thực hiện vòng lập for này ha, chạy 10 lần các bạn ha, và các bạn sẽ thực hiện cái việc là nhập các phần tử của mảng bởi cái cặp lệnh là write nhập mở ngoặc vuông a nháy phẩy y phẩy nháy đóng ngoặc vuông bằng nháy đóng ngoặc các bạn ha. Thì khi đó các bạn để nhập các bạn dùng lệnh là read line. Đây các bạn thấy cái ký hiệu đó là chúng ta có là ai ở đầu video đã trình bày, đó là tên phần tử ở vị trí thứ y. Chẳng hạn đầu tiên các bạn chạy cái for này, các bạn có y là 1, chúng ta sẽ nhập vào, các bạn nhắc nhở họ là nhập phần tử a 1 và chúng ta read line a 1. Y bằng 2, các bạn sẽ thực hiện là nhập, nhắc người ta nhập A2 và read line A2, vâng các bạn ha, và cho tới N phần tử luôn. Như vậy với cái để nhập thì các bạn dùng cái 7 lệnh như sau ở trên màn hình. Các bạn lưu ý ở đây chúng ta phải có begin n ha, lệnh for nè. Chúng ta phải có begin n, lý do là ở trong cái mỗi lần nhập một phần tử các bạn phải dùng hai lệnh. Như vậy các bạn phải đặt hai lệnh này các bạn ha, ở trong cái cặp begin n. Như vậy cái phần bên trong này người ta gọi là câu lệnh ghép bạn ha, thì được đăng ở các video trước, các bạn xem lại trong video trong kênh YouTube Master Learning Channel thì hiểu bạn ha. Tóm lại chúng ta dùng 7 cái lệnh này để nhập các phần tử của mạng, ở đây là cụ thể là N phần tử của mạng rồi. Tiếp theo nhập xong rồi các bạn sẽ in mảng A ra màn hình, rồi để in thì các bạn sẽ dùng lệnh write AI các bạn ha, và như vậy các bạn để in chúng ta phải thực hiện lệnh for mới, đó là for ở đây y 2 chấm bằng 1 tu N luôn các bạn ha. Cái N này các bạn ha là N này nè, là N mà khi các bạn nhập vô ha. Rồi sau đó các bạn muốn in, các bạn đơn giản hơn là write mở ngoặc các bạn ghi A ngoặc vuông phẩy y nháy cách nháy. Rồi các bạn để dừng chương trình, các bạn ghi viết lại ở đây các bạn ha. Các bạn lưu ý lệnh write này là in ra các phần tử ở vị trí y, tùy theo cái y này chúng ta có cái con số cụ thể, y bằng 1 tức là write A1, y bằng 2 là A2 vân vân. Và các bạn in trên hàng ngang thì các số cách nhau khoảng trắng, các bạn sẽ coi như nháy đây. Thì điều này được trình bày trong lệnh for rồi, các bạn xem lại các video trước các bạn ha. Rồi bạn lưu lại về thử, các bạn nhấn câu dấu chính. Ví dụ các bạn đề nhắc ra là nhập số phần tử của mảng, ví dụ các bạn nhập 10 phần tử ha, nghĩa là chúng ta có 1.000 phần tử nhưng ta chỉ dùng 10 thôi, vậy chúng ta đã bắt đầu nhập A1. Ví dụ bạn nhập vô ha, 1 3 5 7 9 rồi 2 4 6 8 10 các bạn ha, enter và in hàng ngang. Phần ở trên này là 7 lệnh các bạn ha, để 7 lệnh này là để nhập các phần tử của mảng, là 7 lệnh nó sẽ tạo ra điều đó. Còn ở phần dưới này các bạn ha, đó là cái phần mà các bạn in ra, là lệnh for in ra các số hàng ngang. Nếu các bạn muốn in hàng dọc thì sao, các bạn sửa lại như sau. Hàng dọc các bạn ha, thì các bạn sửa lại ở đây các bạn ghi là write line các bạn ha, write line ở đây, và ở đây các bạn sẽ write line các bạn ha. Rồi và các bạn ở đây chúng ta sẽ bỏ cái khoảng trắng đi bạn ha, rồi lưu lại, nghĩa là chúng ta xuống dòng thì write line thôi mà không có khoảng trắng. Rồi các bạn thử những cái chính, các bạn nhập vào 10 số, ví dụ 2 4 6 8 10 rồi 9 7 5 3 1 rồi in, các bạn nhập theo chiều dọc bạn ha, chiều dọc đúng không đó, và các bạn sẽ in tương tự, cũng in theo chiều dọc luôn. 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 9 7 5 3 1 các bạn ha. Đó, thì thông thường là tùy theo cái đề mà các bạn sẽ in hàng ngang hàng dọc, thì ở đây Master Anh Dương chỉ yêu cầu các bạn là in hàng ngang thôi, vậy chúng ta sẽ bỏ write line
và các bạn sẽ trả lại ở đây là phải nháy cắt nháy các bạn ha. Rồi chạy thử, ví dụ các bạn có 1.000 phần tử nhưng các bạn nhập 3 thôi, 3, rồi các bạn nhập vô 125 trừ 80 và 150, vậy các bạn có kết quả là nhập thì là hàng dọc các bạn ha, nhập là hàng dọc đó, các bạn có hàng dọc ở đây, các bạn nhập ở đây là hàng dọc 3 phần tử A1, A3, và khi in thì các bạn in hàng ngang, các bạn có vị trí này là hàng ngang ha. Rồi đó là cái sử dụng mảng. Tiếp theo, các bạn đến yêu cầu số 4, tính tổng giá trị N phần tử của mảng A và in tổng ra màn hình. Để in tổng, các bạn sẽ khai báo ở đây các bạn ha, là thêm một cái biến là biến S ha, đây. Các bạn khai báo thêm đây là 7S, thêm biến S các bạn ha, để tính tổng. Tiếp theo, các bạn sẽ tính tổng như sau, các bạn đặt ở đây S 2.0 các bạn ha. Rồi, tiếp theo các bạn ghi là for y 2.1 to n luôn. Các bạn ghi là S 2.S cộng với AI các bạn ha. Rồi, vì các bạn thấy từ đầu đến giờ chúng ta đều dùng cái cú pháp là AI, AI. In AI và tính tổng các phần tử AI các bạn ha. Tùy theo cái y là do cái for nó thế vào. Rồi, để in ra thì các bạn sẽ dùng là write bạn ha, write. Write đi. Rồi. Các bạn ghi tổng n phần tử của mảng là, rồi nháy phải S ha. Rồi, các bạn lưu lại ha, lưu lại. Rồi các bạn thử nhấn vào dấu chính. Ví dụ các bạn nhập 5 phần tử ha, các bạn nhập là 1, 3, 5, tức là bằng phần 9, 10 là 19 và thêm 2 nữa là bằng 21 các bạn ha, 21. Rồi ở đây các bạn sẽ thực hiện là chút xuống dòng các bạn nha, xuống dòng. Rồi ở đây ha, xin lỗi các bạn, cái này sai đây, đây. Đây, nháy cách nháy. Rồi. Ở đây chúng ta xuống dòng các bạn ha, xuống dòng. Right, right. Rồi, như vậy các bạn vừa tính tổng xong in ra, các bạn chạy thử, các bạn nhấn vào nhóm chính. Các bạn có, ví dụ các bạn có 3 phần tử, các bạn có số 15 là A1, số thứ hai là 20 tức là 35, số thứ ba là -6. Như vậy các bạn enter thì các bạn in ra là các phần tử của mảng là 15, 20, trừ 6 và tổng n phần tử mảng, tức là 3 phần tử này là bằng 29 các bạn ha. Đó, như vậy là từ đầu video đến giờ là chúng ta đều làm quen với một khái niệm, đó là AI, là tên phần tử của mảng ở vị trí thứ y các bạn ha, AI. Tùy theo cái y này mà do for nó áp dụng vào. Rồi, các bạn review lại, chúng ta có như sau. Đầu tiên là để nhập các phần tử của mảng thì các bạn dùng cái khối lệnh ở bên này các bạn ha. Đây để nhập. Đó. Để khai báo các phần tử của mảng thì các bạn có chỗ này, đó là vị trí này là khai báo các phần tử, khai báo mảng các bạn ha. Tiếp theo, để thực hiện cái việc là in các phần tử của mảng thì các bạn dùng ở vị trí này, đây để in phần tử của mảng các bạn ha, chúng ta có vị trí này để in phần tử của mảng, các bạn có như sau là vị trí này in các phần tử của mảng. Rồi, để in tử của mảng ha, thì các bạn có chỗ này. Tiếp tục, để tính tổng các phần tử của mảng thì các bạn có vị trí này. Tính tổng và in ra thì các bạn có vị trí này. Đó, đó là yêu cầu số 4 các bạn ha. Đó, số 4. Rồi. Tiếp theo các bạn đến đề tài 28B. Trước khi vào phần chi tiết, các bạn hãy lưu ý AI, đó là tên gọi của phần tử mảng A ở vị trí thứ y. Các nhóm lệnh liên quan mảng một chiều. Ở đây chúng ta sẽ dùng file in, file out. Đầu tiên chúng ta sẽ có yêu cầu là nhập mảng A từ file có tên là đề tài 28b.in, có cấu trúc là gồm có dòng đầu tiên đó là số phần tử của mảng các bạn ha. Dòng đầu tiên là số phần tử của mảng. Ở đây là dòng đầu tiên là số phần tử của mảng là N. Với N là từ 1 tới 1000. Các bạn nhìn vào cái số 1000 này các bạn sẽ biết là khai báo cái mảng như nào các bạn ha, tức là có tối đa 1000 phần tử. Dòng tiếp theo là n số nguyên cách nhau một khoảng trắng, tức là một cái dãy cùng các con số mà cách nhau khoảng trắng nằm hàng ngang các bạn ha. Rồi, tiếp theo là in mảng A ra cái file là đề tài 28b.am, in ra file và tính tổng các giá trị phần tử của mảng A và in cái tổng đó ra file là đề tài 28b.am. Rồi, để làm bài này các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ thực hiện cái việc là khai báo cái mảng để chứa bạn ha. Đây. Đó, các bạn có đề tài 28b.in và đề là file in và file out là đề tài 28b.out là file out. Thì cái này được trình bày trong video số 27, các bạn xem lại là file in, file out các bạn ha. Rồi, và khi đó các bạn phải thiết lập cái dữ liệu
ứng với hai cái file này, các bạn vào menu file, các bạn chọn new. Đầu tiên ví dụ các bạn có 10 số, bạn ha, đây số 10 tức là số phần tử của cái mảng này. Tiếp theo như đề là n là số phần tử, phía dưới đó là phần tử của mảng, có n phần tử, ở đây là 10 phần tử thì cách nhập khoảng trắng. Ví dụ các bạn có như sau: 2, 4, 6, 8, 10, đó, rồi 1, 3, 5, 7 và 9. Đó, như vậy các bạn có 10 phần tử bạn ha, phần tử hàng trên đó là số n là xác định cái số phần tử của mảng bạn ha, đây n, dòng đầu tiên đó là số n, đó là số phần tử của mảng, và dòng thứ hai bạn ha, dòng thứ hai là vị trí này, dòng thứ hai là vị trí này là các cái phần tử của mảng, đó dòng tiếp theo đó là n phần tử của mảng, nằm trên một dòng mà cách nhau một khoảng trắng. Tiếp theo các bạn lưu lại, các bạn nhấn F2, các bạn ghi là đề tài 28B chấm in, các bạn nhớ ghi chấm in bạn ha, chấm in nhập tên, rồi các bạn ghi chưa, ghi chính xác luôn chữ B hoa luôn bạn ha, đó rồi các bạn lưu tên này lại 28B theo đúng yêu cầu của đề, đó lưu lại. Thì cái đề tài này các bạn ha là được máy cho trước, vậy là phải đặt đúng cái tên này, đó, tên ha, rồi các bạn nhấn OK. Như vậy các bạn đã có tên, đây là đề tài 28B.y. Sau đó các bạn sẽ cho nhỏ lại, các bạn cách dùng chuột bạn ha, hay dùng phím để các bạn đưa vào đây cái này, và các bạn sẽ dùng phím, ví dụ các bạn nhấn phím Ctrl+F5 để các bạn cho cửa sổ chấm bát nhỏ lại để các bạn thấy được file in và file out luôn các bạn ha. Rồi tiếp theo các bạn thực hiện nhập thì chúng ta làm như sau: sau khi các bạn khai báo được cái hàng số để quản lý cái tên file thì các bạn sẽ tiến hành là khai báo mảng như là cách bình thường, có 1000 phần tử. Tiếp theo là n và y như bình thường, và fg là hai biến kiểu text để các bạn truy xuất file. Tiếp theo các bạn có phần biến e chấm, đó là cái phần thư nghiền chính, các bạn có assign reset, assign f fin reset f, assign g f out rewrite g, đây là cái lệnh ban đầu để khai báo cái file nhập xuất. Và cuối cùng các bạn nhớ là close f và close g các bạn ha, đây là những cái lệnh cơ bản khi các bạn làm việc với file, phải có ít nhất là các lệnh này, ở đây có 6 lệnh các bạn nha, đây là 1 lệnh nè, 2 lệnh nè, 3 lệnh nè, 4 lệnh, 5 lệnh và 6. Các bạn phải làm trước cái này trước khi các bạn làm phần chi tiết. Rồi, tiếp theo khi các bạn thực hiện lệnh assign này các bạn ha, thì Pascal sẽ đưa cái con trỏ file vào cái file này, các bạn sẽ đưa vào file này và nó đặt cái con trỏ file vào ngay đích của số 10. Như vậy các bạn đọc số 10 xong bạn xuống dập các bạn ha. Muốn vậy thì các bạn thực hiện là các bạn ghi là read line mở ngoặc fn. Đó. Khi các bạn ghi như vậy thì số 10 sẽ được đưa vào n ở đây các bạn ha. Số 10 sẽ được đưa vào vị trí của cái n ở đây. Bạn ha, số 10 sẽ được đây. Đó, được vào đây. Đó. Tại sao đưa vào được là nhờ cái biến f các bạn nha, biến f. Đó là cái định hướng nhập dữ liệu từ file vào. F nó quản lý cái phim các bạn ha. F là nó quản lý cái phim. Đó, phim ở đây. Mà cái phim nó chính là cái đề tài 28B.b. Đó, nó như vậy các bạn ha. Đó, F là quản lý cái file in. Vậy nó từ file in đó nó sẽ đưa số 10 vào n. Nếu các bạn mà không có n ở đây, F ở đây các bạn ha, thì nó sẽ không có đưa 10 vào đâu bạn ha. Đó, là nhập từ bàn phím là bình thường. Còn nếu thi là phải có F ở đây. Nhớ bạn ha, đây là định hướng nhập xuất file. Tiếp theo, các bạn nhờ vị trí này các bạn xuống dòng read line, cho nên là các bạn đưa con nháy nó sẽ nằm ở đích của số 2. Đó, xuống dòng số 10 và ở đích của số 2. Bây giờ nó đặt số 2 vô thì ở đây cũng có nhiều phần tử bạn ha, nên ta phải dùng là for bạn ha. Đó, các bạn như sau, các bạn ghi là for y 2.1 to n đu bạn ha, n là được xác định ở trên lệnh này bạn ha, là số 10 rồi. Để nhập thì đơn giản các bạn khiên là read bạn ha, read, và các bạn lưu ý là không được dùng read line bởi vì chúng ta đọc hàng ngang, vậy ta dùng read các bạn ha. Rồi các bạn ghi là f.ai. Như vậy là với kiểu file các bạn nhập xuất mạng rất là đơn giản ha, chỉ cần là 3 lệnh nhập n, for và read fai bạn ha. Rồi các bạn lưu lại. Nếu ở đây mà người ta cho cái đề này á, là các phần tử của mảng là xuống hàng các bạn ha, xuống hàng đó 2 4 xuống hàng 6 xuống hàng 8 vân vân, thì các bạn sẽ sửa đây là read line bạn ha. Đọc xong xuống dòng là các bạn sẽ sửa đây là read line. Ở vị này là read line xuống dòng bạn ha. Còn ở đây người ta cho là các phần tử trên một hàng ngang cách nhau khoảng trắng thì các bạn chỉ cần là sử dụng cái lệnh read. Rồi các bạn lưu ý ha, đây hàng ngang vậy chúng ta sẽ dùng lệnh read. Như vậy khi đi thi các bạn sử dụng lệnh read line hoặc là read f
readline app hoặc readline là tùy trường hợp, miễn là các bạn đặt đúng cái dữ liệu từ file in vào là được bạn ha. Đấy, không thuộc lòng được cái này mà các bạn tùy cơ ứng biến. Rồi tiếp theo, các bạn có in mảng A ra file, vậy muốn in ra thì các bạn là như sau. Các bạn sẽ sử dụng là for y chạy từ 1 cho tới n luôn bạn ha. Vì n được xác định phía trên là số 10. Tiếp theo các bạn là write ha, write mở ngoặc là g bạn ha, 7. Đó để in ra file các bạn ghi là cái biến g là biến file, là biến g là biến file. Các bạn in là ai. Rồi phải như các cái ha, như vậy mà in ra file out rồi. Rồi các bạn nhìn thử nha, các bạn nhấn quyền chính. Rồi chớp một cái, sau đó các bạn muốn xem kết quả thì các bạn đặt con nháy ở phần tên bài tập 28B. Các bạn ha, phần này các bạn ha, đừng đặt ở phần out mà đặt đây các bạn ha. Rồi chúng ta nhấn hai phím là Ctrl Enter. Các bạn có như sau kết quả. Ồ, ở đây sai rồi, lý do ở đây là chúng ta readline bạn ha, vì chúng ta đã sửa lại là hàng ngang thì đây là lệnh read nha các bạn. Rồi. Đó. Sửa lại read các bạn nha, sửa lỗi các bạn. Rồi, F2 lưu lại. Rồi, các bạn nhấn Ctrl chính. Rồi, các bạn mở file out, các bạn nhấp đây, các bạn Ctrl Enter ha, Ctrl Enter. Kết quả đây các bạn thấy từ file in đã đưa được file out. Đây các bạn ha, file out là file này. Đã đưa được nguyên cái mảng từ file in và file out các bạn ha, hãy giống hệt luôn. Rồi. Tiếp theo chúng ta có như sau. Ở đây các bạn lưu ý cái file out này chúng ta cũng mở luôn để chúng ta xem kết quả, vì nó chưa kết quả bạn ha. Vì thì chúng ta cần xem kết quả đúng hay sai. Rồi để luôn. Rồi tiếp theo, ở mục số 3 là tính tổng giá trị các phần tử cùng mảng A, tức là tất cả phần tử, và in cái tổng ra file là bài đề tài 28B.out. Thì các bạn làm như sau, các bạn khai báo thêm ở đây, đó là một biến, đó là cái biến là biến S bạn ha, để mình tính tổng. Rồi sau đó các bạn thực hiện ở đây là các bạn ghi là S 2.0 để khởi tạo biến S bạn ha. Rồi sau đó các bạn thực hiện là for y 2.1 to n đô. Các bạn được S 2.0 bằng S cộng với AI. Rồi và các bạn in ra ha. Rồi đó, các bạn ghi là S rồi đó. Và muốn in ra file mà phải có chữ G ở đây, phải S ha. Nếu các bạn không có cái G này thì nó không in ra file, nó in ra màn hình các bạn ha, là sai. Rồi, như vậy là chúng ta có, và để khi Pascal in xong cái mảng này các bạn ha, nó xuống dòng thì các bạn phải có lệnh xuống dòng bằng cách là viết lệnh điều khiển máy. Chỗ này các bạn, chúng ta có lệnh là write line. Các bạn lưu ý nè, write line g, tức là cái biến file g trong hoặc chấm phẩy, nghĩa là chúng ta xuống dòng trong file out. File out ha là file g đó, nhưng mà không ghi gì cả. Đó, nếu bạn ghi đây nè, bạn ghi hello đi. Hello, đó. Nếu bạn ghi ra hello, đó. Nhưng tại vì nó không ghi thì bỏ luôn các bạn ha, bỏ luôn này luôn các bạn ha. Như là chúng ta xuống dòng thôi. Vì sao xuống dòng? Chúng ta là write line mà trong file tức là cái biến g này các bạn ha. Rồi chúng ta chạy thử F2, nhấn của dấu chính. Các bạn có như sau. Rồi các bạn thấy khi cái file out các bạn mở ra vậy nè thì nó chứa kết quả cũ, là chưa có cái tổng. Vậy nó sẽ nhắc chúng ta là file out đang mở. Các bạn muốn cập nhật cái kết quả mới hay không thì các bạn chọn Z. Các bạn đừng xài chuột, bị đi thi con chuột rất là mau hư các bạn ha. Mà chúng ta dùng phím các bạn nhấn y dài ha, đây y dài đó là chữ Z các bạn ha. Z. Còn nếu các bạn không muốn ghi bạn chính n là no, rồi các bạn nhấn y dài ở đây, các bạn nhấn y dài ha, y dài. Rồi các bạn thấy kết quả chúng ta đã có số 55 rồi, tổng của 10 số này là 55 các bạn ha. Đó thì đây chính là toàn văn cái bài giải, một cái bài mà các bạn truy cập vào mã một chiều và sử dụng file in và file out. Rồi các bạn review lại ha. Đây là phần khai báo cái hằng số quản lý tên file in file out. Khai báo mảng là hai dòng này các bạn ha. Biến S là chúng ta tính tổng. Assign reset, assign rewrite vân vân là để khai báo mảng. Khai báo cái file in và file out. File nhập là file F mà file in ra kết quả là file G. Tiếp theo, để nhập thì các bạn sử dụng các cái lệnh bình thường, trong đó các bạn phải lưu ý là có chữ F ha. Định hướng là nhập là read line hoặc là read nhưng mà phải có chữ F. Rồi. Với AI đó là cái cấu trúc, cái tên của cái phần tử của mảng A. Để in thì các bạn dùng for này các bạn ha. Đó là cái yêu cầu số 2, in mảng A. Đó thì các bạn dùng là for và write g.ai khoảng trắng các bạn ha. Để xuống dòng trong file các bạn ghi là write line g. Để tính tổng các phần tử mảng các bạn tính bình thường ha, bình thường. Sau đó các bạn in ra kết quả ra file là write g.s. Và để cuối cùng là đóng file các bạn là close f là close g. Chương trình chính là toàn văn bài giải của cái đề tài 28B. Ví dụ như vậy các bạn sửa lại, đây là các bạn có 3 phần tử thôi, 3. Các bạn sửa lại đây, ví dụ các bạn có là 100, 200 và 300 ha. Như vậy là bằng 600 các bạn ha, cộng lại. Rồi các bạn nhớ lưu lại, bởi vì khi các bạn làm nó sẽ nhắc nhở mình, F2 lưu lại.
Sau đó các bạn vào bên này, các bạn nhấn cầu nhấn F9. Kết quả các bạn có là đây, ba số được in ra file out và tổng là 600. Video số 8 đến đây hết rồi. Hy vọng các bạn đã hiểu được cách tổ chức nhiều phần tử trong một tập hợp trong lập trình, đó gọi là mảng một chiều các bạn ha. Và các bạn cách truy cập vào cái mảng đó. Cái mảng đó là trọng tâm của lập trình, các bạn lưu ý. Các bạn nhớ nhấn like, share và bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube Master Channel để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Các bạn lưu ý ha. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Master Lan Dương Channel. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.